À, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái lệnh và khối lệnh. Đấy. Thì để hiểu lệnh là gì và khối lệnh là gì, thì trong cái video lần này mình sẽ hướng dẫn chi tiết cái vấn đề đó. Đấy. Để đi vào cái lệnh là gì, thì ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ. Đấy. Ví dụ ở đây x bằng x cộng 1. Đấy. Đây cũng là một cái lệnh. Đấy. Và cái khai báo biến a này đấy, khai báo a in a bằng 0 đấy, thì đây cũng là một cái lệnh đấy. Hoặc có thể là ví dụ như cái hàm printf này đấy, print là in ra cái giá trị của a đó, đó cũng là một cái câu lệnh đấy. Vậy thì đó là cái những cái ví dụ về câu lệnh đấy. Và câu lệnh thì thường nó nằm trong một cái hàm, cái dòng ấy, nằm trên một dòng, và nó có thể nó kết thúc bằng một cái dấu chấm phẩy đấy, đó chính là cái ký tự để kết thúc cái câu lệnh đấy. Và lệnh thì các bạn có thể đặt nhiều câu lệnh ở trên một hàng đấy, cũng không sao cả đấy, nhưng thường thì chúng ta sẽ đặt cách ra xuống hàng để cho dễ nhìn đấy, và để đỡ bị nhầm lẫn. Rồi ở đây mình sẽ xét cái ví dụ là in ra cái màn hình cái giá trị của a đấy. Rồi đấy, ở đây thì nó đã in ra giá trị của a là 0 rồi. Và ở đây mình sẽ xét cái ví dụ là sẽ xét ví dụ về khối lệnh. Thì về mặt lý thuyết khối lệnh đấy, khối lệnh là nó bắt đầu bằng cái dấu móc nhọn này đấy, và kết thúc bằng cái dấu móc nhọn này. Rồi và tất cả những cái lệnh nằm ở trong trong hai cái dấu móc nhọn này đấy, đây và này, thì nó được gọi là các cái là một cái khối lệnh. Rồi ở đây ở trong cái dấu móc này thì mình sẽ hiện cái thao tác này đấy. Rồi mình sẽ in ra cái giá trị của a đấy. Rồi và sau đó ở ngoài cái khối lệnh này mình cũng in ra cái giá trị của a đấy, tức là nếu nó chạy thì nó sẽ in ra phải in ra hai cái giá trị của a đấy. Đấy. À, chúng ta sẽ cùng xem kết quả tức là gì, tức là mình ở bên ngoài cái khối lệnh này thì mình không khai báo cái biến a đấy, mà mình muốn lấy trực tiếp cái biến a từ trong cái khối lệnh này đấy, để in ra cái dòng trừ giá trị của nó ở ngoài cái khối lệnh, thì các bạn thử xem có được không nha. Rồi một mình sẽ chạy cho các bạn xem. Đây ở đây nó sẽ báo lỗi ngay đấy, chọn nào đấy, click vào error list đấy, nó báo lỗi ở cái hàng thứ 14 đấy, under cloud identifier đấy. Hoặc bây giờ nó báo lỗi là is under file, tức là nó không định nghĩa được cái, nó không xác định được cái biến a này đấy. Như các bạn thấy thì khi ta di chuyển cái con chuột đến cái vị trí của cái biến a này thì nó sẽ xuất hiện trên cái lỗi của nó đấy. Như các bạn thấy thì cái bên dưới cái chữ a này thì nó có một cái dấu gạch đỏ đấy, đấy, đó chính là cái báo lỗi đấy. Vậy vì sao lại như vậy đấy? Bởi vì chúng ta không khai báo được cái biến a này đấy. Và cái biến a thì nó chỉ có cái tầm hoạt động, tầm vực của nó chỉ ở trong cái dấu móc nhỏ này đấy. Tức là nó chỉ có hiệu lực ở trong cái khối lệnh mà nó đang hoạt động này. Đấy thì nếu ra ngoài khỏi cái khối lệnh này thì cái nên giá trị của nó sẽ bị xóa đấy, và không còn được sử dụng nữa đấy. Và các bạn hãy phải lưu ý cái điều đó đấy, nếu như ngoài cái khối lệnh mà các bạn muốn sử dụng lại cái dữ liệu hay biến ở trong đó thì các bạn cần phải hỏi lại đấy, phải khai báo lại cho nó đấy. Ví dụ ở đây mình khai báo lại cái dòng lệnh
in out không này, đấy, copy cái thằng này vào paste ở đây, đấy, và sau đó chạy để xem ra nó có chạy không nhỉ. Đấy thì các bạn khai báo nó, khai báo lại cái biến A này ở ngoài cái khối lệnh thì nó sẽ ra kết quả như là cái khối lệnh ở đây này, nó cho cùng một kết quả đấy. Vậy tóm lại là gì? Đấy, lệnh và khối lệnh các bạn cần phải nắm được như nào là lệnh và như nào là khối lệnh đấy, và phải lưu ý đến cách sử dụng. Về cách sử dụng như nào, ví dụ các bạn muốn lấy một cái dữ liệu từ ở trong cái một cái khối lệnh ra bên ngoài để sử dụng nó thì bắt buộc các bạn phải khai báo lại cái biến đó đấy, hoặc là các bạn phải viết một cái biến toàn cục cho nó đấy, tức là một cái biến mà các bạn khai báo một cái biến mà tất cả các hàm mà ở trong cái chương trình đó đều sử dụng được đấy. Đấy, thì trên đây là một cái phần giới thiệu về cái lệnh và khối lệnh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.